Này là chắc là mình nhổ từ hôm qua hay sao rồi ấy, hay là sáng sớm nay? Thế là sáng sớm nay là em đi từ sớm rồi à? Vâng. Đi từ sớm à? Vâng. Đây này bị nhổ mất 2 cây, không biết là trên kia còn là có cây nào bị nhổ nữa không? Chắc được xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, hôm nay cháu được lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu của bác ạ. Trong khoảng thời gian vừa rồi thì ba ông cháu cũng được là các bác giúp đỡ rất là nhiều. Và vừa rồi thì được bà An Phạm là có gửi máy cày lên cho em xử. Thì hôm nay cháu được lên xem là thời gian vừa rồi thì em xử mà tập máy cày thì có máy cày có vấn đề gì nó bị lỗi không để còn biết mà đem đi đổi cô bác ạ. Nói là trong thời gian qua thì rất là nhiều các bác yêu quý tới ba ông cháu thì hoàn thiện cho ba ông cháu một cái ngôi nhà ở trên bản của em xử, một cái ngôi nhà mà đầu tiên được làm hoàn toàn là bằng xi này, bằng gạch này và bằng sắt này, cộng thêm là có những cái tấm pro để mà chống nắng nữa. Hầu như là bà con ở trên nhà xử thì ai cũng làm nhà bằng phần trình tường với lại là nhà sàn thôi cô bác ạ. Ôi, thời tiết là mấy hôm nay thì ban ngày lên rất là nắng nóng cô bác. Ôi, không biết là ai nhổ cái cây. Cái này là cây mận thì sao cô bác? Không biết là ai nhổ cây mận mà vứt ra đây cô bác này. Cây này nhổ từ trên này sao ấy. Ở đây có một cái cây mà không biết là lấy đâu rồi, chắc là bị ai nhổ không biết, hay là có phải là em xử không bác? Đi xuống cái nhà để hỏi em xử xem nào. Thế tại sao lại nhổ cái cây mận này ra? Ôi à, đây đây, ôi dồi, đây còn thêm một cây nữa này cô bác. 2 cây liền rồi. 2 cây này thì có vẻ như là nhổ từ hôm qua hay sao rồi cô bác, hay là sáng sớm nay không biết. Lá này thì là cũng vừa mới héo thôi này. Không biết là xử có nhà không, đi xuống xem xử xem nào. Sao lại nhổ 2 cái cây mận này ra. Xe của Sử thì không có thấy đâu rồi các bác. Còn máy cày thì em ấy vẫn để ở trên này này các bác này. Máy cày thì để ở trên này để mà dùng bạt để mà che lại. Cháu Lực sẽ để cây đây đã, đi xuống dưới nhà cú xem là em Sử có đấy không. Và hỏi em Sử lại tại sao lại có 2 cây mà bị ai nhổ ra này. Không biết là còn bị nhổ thêm cây nào nữa không. Thì bây giờ cháu Lực đi hỏi em xử trước đã. Rồi thì một tí nữa cháu Lực sẽ lên xem về cái vườn mận của em xử xem nào. Sử ơi, Sử ơi, có thể là em Sử đang ở nhà dưới sao không cô bác ạ? À? Ui nhìn thấy đi. Thấy đi thả trâu ở đây này. Ông thì là ban ngày là ông ở nhà dưới là nhiều hơn cô bác, còn đến bữa cơm hay là đến buổi tối thì ông mới lên trên nhà mới. Có vẻ như là Sử là chuẩn bị cây sao rồi các bác ạ.
cái vụ cày đợt này thì là hôm nọ là bà An Phạm có gửi cho Lực là 50 đô để mà thuê người là cày rồi cô bác ạ. Cho nên là em Sử sẽ không có phải cày. Thì mấy nữa đến mùa cày thì người ta sẽ lên cày cô bác nhé. Hôm nọ thì là cháu Lực nghĩ rằng là trên nhà em Sử thì cũng trồng là cái mùa vụ lúa này cô bác này. Đấy, nhưng mà sau khi mà tìm người về thì là em Sử bảo là mùa này, vụ này là em Sử không có trồng ruộng cả, chỉ có ở nương thôi. Đấy, thì là cái phần tiền của bà An Phạm thì sẽ vẫn để lại để mà mấy nữa cháu Lực sẽ lại thuê người ra đây cày cô bác nhá. Còn về vấn đề cày thì cháu Lực cũng đã đưa tiền cho em Sử để em ấy đi ra thuê người về cày rồi. Nhưng mà tuy nhiên là chưa có, tuy nhiên là người ta chưa có lên cày cho em Sử. Không biết là ông có ở nhà không. Lên giờ chế ơi. Đang ở đây. Đang ở đây. Ồ. Cắn tiêm tiêm điện vào không? Ở trong nhà thì khá là tối của bác ạ. Chính liên à bà chế? Chính nhà ta? À. Thế ông thì là ăn cơm xong rồi các bác ạ. Đang nghỉ trưa. Chiều thì không có đi đâu làm gì cả. Sửa có gì đâu sửa. Đâu mà nó? Rồi em tơ vai ra. À, ông là đi chăn trâu cô bác ạ. Thế ông thì cái bài thuốc lào thì là ông không có bỏ được. Hóc lầu yếu mê, thường con dê à? Chị xử lầu à. Tương thứ này nào lên bây giờ hóc cầu má này bà nào bác à? Sở hù mà. Sở hù à? Ông bên này là ông hàng xóm của nhà ông cô bác ạ. Dê ta dê cơ pi cơ này. Cơ pi đấy ô. Pi á? Cơ pi hông. Ông của Sử thì là hơn tuổi ông. Đây là bố Hồ Ca nhỉ? Ừ, à, đúng rồi. Bố Hồ Ca. Chú, bố Hồ Ca có biết nói tiếng Kinh không? Không biết đâu. Không biết à? Nhưng mà từ không biết là vẫn biết đúng không? Hỏi từ ở biết không nhưng mà từ không biết là... Chắc là biết sơ sơ các bác biết mà một chút. Sử với tao một người nói nhé. Ông thì không biết là Sử đi đâu rồi, thử điện cho em Sử xem nào. Mới đi hứa ra mới nổ. Ủa thế này, lăn rút điện đâu không? Hai ông cụ thì đang ngồi uống nước chè với nhau, hút thuốc lào với nhau. Không biết là Sử thì có, liệu có dưới này không? Vừa rồi thì là ông có bảo là nghe tiếng mấy cày kia không bác? Hay là em Sử ở kia học mấy cày nhỉ? Có lực nghe thấy tiếng mấy cày trên kia thì không biết là em Sử em có lên trên học mấy cày không? Để điện cho em xem nào. Mọi lần thì cho lực lên thì cho lực gọi điện cho em Sử trước đấy, nhưng mà lần này lên thì không có điện cho em Sử. Đi xuống nhà dưới nhà cũ này tìm xem là không có gọi em Sử thì cho lực mới điện. Vừa rồi nghe tiếng máy cày ở trên kia thì chỉ sợ rằng là Sử là ra kia học à. Đến chiều thì gió rất là to của bác ở trên này ấy. Sợ là Sử là để thoại ở nhà thôi, không có liên lạc được thôi. Thành ra là phải đợi của bác nếu mà không liên lạc được cho em Sử ấy. Có thể là em ấy để thoại nhà rồi cô bác ạ, điện là gần hết hồi chuông rồi vẫn chưa thấy em Sử nghe cả. Còn vừa rồi ở trên thì bị người khác không biết là vẫn chưa thể kết luận được cô bác ạ, không biết là em Sử nhổ hay là có kẻ xấu về phá cái vườn mận của em Sử nữa. Okay.
Alo, Sứ à? Sứ chi? À, Sứ đâu rồi? Ôi. Về chưa, về chưa? Về đến nhà rồi. À, về đến nhà rồi à? À. Em Sứ thì bảo là về đến nhà rồi cô bác. Cháu được thử lên nhà xem. Ở đây thì là bây giờ đang thả nước vào để mà cày rồi các bác. Còn thả nước để mà thả nước vào như này thì là em Sử sẽ dùng cái lưới bừa để mà bừa luôn, thì sẽ không dùng cái cày để mà cày nữa. Thấy em Sử là về trên rồi các bác này. Đây thì hai con trâu của nhà Sử thì hiện tại là đang ông thì vừa mới đi ăn chăn trâu về, xong là chắc là cho trâu ở đây để mà tắm tắm luôn. Ơi. Ơi. Mùa này chuẩn bị có ếch rất là nhiều các bác này, đi qua mà thấy ếch nhảy đấy. Thế mặc dù là vừa rồi thì cũng được là bà An Phạm là gửi tiền để cho em Sử đi mua máy cày rồi đấy, nhưng mà cái đợt là mùa vụ này này các bác này thì em Sử sẽ không có phải cày nữa. Mấy nữa thì sẽ có người khác lên cày cho em Sử. Đấy, nhưng mà chỉ là cày thôi các bác nhé, không có bừa đâu. Nếu mà bừa thì lại giá cao, lại giá nó cao hơn. Hôm nọ Trấn Lực nhận được tiền của bà An Phạm đấy, thì Trấn Lực cũng có đọc được một số cái bình luận ở trên kênh nói rằng là đô đó nó là rơi vào tầm là 25 đấy cô bác. Thế nhưng mà hiện tại thì giá đô thì không lên 25 cả. Và lúc mà cháu Lực đưa cho em Sử là 5 triệu đấy, thì tính ra thì nó được là hơn là 4 triệu mấy thôi. Nhưng mà cháu Lực là làm tròn lên để cho thành là 5 triệu. Gọi là như tiền, gọi là nó bị thí dụ như bây giờ là 500 đô là nó sẽ được hơn 12 triệu đấy, nhưng mà còn về 200 đô thì nó sẽ không có được lên đến 5 triệu, thì cháu Lực lại bù từ cái khoản ở bên kia sang bên này để cho nó tròn, đỡ cho em Sử đấy. Nhưng mà tổng tất cả là hôm cháu Lực nhận được là 850 đô. 850 đô thì cháu Lực cũng đã bảo lấy bạn lại bà An Phạm là cái số tiền đó, thì là tổng tất cả là được 20 triệu 950 nghìn. Và trong đó thì là mua máy cày hết 12 triệu và mua dầu hết đi là 350 ngàn, và đưa tiền tháng tư cho em Sử là 5 triệu. Còn là tiền chi phí ăn uống ngủ nghỉ thì mấy anh em đi là tất cả tiền là đổ xăng để hai anh em chở máy về nữa là 2 triệu 500 ngàn. Và bà có đưa cho cháu Lực làm 1 triệu 200 để làm kinh phí đổ xăng đi lại đấy cô bác. Đi lên trên gặp em Sử một chút để hỏi em Sử xem. Sử thì chắc là vừa lên trên nương vậy sao cô bác ạ? Anh chào Sử nha. Rồi. Vừa đi nương về à? Đi nương tận đâu ấy? Tận trên kia à? Ở vào trong nhà thì rất là mát mẻ cô bác ạ. Thế là hôm nay là đi xem ngô à? Vâng. Xem là có bị con gì ăn không ạ? Đi phát cỏ đấy. Đi phát cỏ à? Vâng. Thế phát xong hết chưa? Xong hết rồi ạ. Xong hết rồi à? Vâng. Thế thì đã vun ngô chưa? Chưa ạ. Vừa rồi anh lên đến đây thì có hai cây mận đấy. Anh thấy hai cây mận thì không biết là có phải em nhổ không? Không phải đâu. Không phải đâu à? Vâng. Đây là anh đưa Sử ra xem đây. Ôi xem anh để bên kia rồi. Đấy, đây này, anh nhặt ở trên đường cái về này. Nhưng mà nó này là chắc là mình nhổ từ hôm qua hay sao rồi ấy, hay là sáng sớm nay. Thế là sáng sớm nay là em đi từ sớm rồi à? Vâng. Đi từ sớm à? Vâng. Đây này, bị nhổ mất hai cây, không biết là trên kia còn là có cây nào bị nhổ nữa không.
tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Rồi thì có biết là ai nhổ không? Không biết ạ. Thế là sáng nay đi là em có thấy có cái cây mận nào bị vứt ở ngoài đường này chưa? Không thấy đâu. Không thấy á? Vâng. Vừa rồi anh đi xuống thì có thấy cái cây mận, cây to này này. Cây này thì nằm ở giữa đường anh ạ. Còn cây này thì là ở cái chỗ mà gần cái cây chuối kìa. Vâng. Sử chào các ông các bà đi. Quang chào các ông các bà. Không biết là có bị nhiều cây không, anh em mình thử đi xem một tí nhở. Đi xem vào đi. Hai cây mận này thì cũng khá là lớn rồi đấy cô bác ạ. Đấy, tuy nhiên thì không biết là bị kẻ nào người ta nhổ mất rồi. Để ở đây thì nếu mà không phải là sử nhổ đấy thì là chắc là bị kẻ xấu người ta nhổ thôi. Một cây là vừa rồi ở đây này sử ạ. Cây này thì chắc là nhổ lâu rồi, cây này tại vì là nó khô hơn rồi đây này. Thế là đi xem mấy cái kia xem là còn bị cây nào nhổ nó không. Cái này là cái gì đây? À, ban Phạm là gửi à? Cái này là hình như là đố của bác ạ này. Nhìn thấy lá giống giống rất là đố. Đố là đố dài. Ôi, thấy lên nhiều phết ở đây này. Hạt bí đây này. Cả đây nữa này. Không lo tưởng không lên nữa nhỉ. Ôi, cây này thì có vẻ như là này thì không có bị làm sao. Hôm nào thì mình trồng ở đây là bao nhiêu cây đấy nhở? 15 cây sao nhở? 15 cây thì trên này bây giờ còn 1 cây này, 1, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Mấy cái cây này thì là rất là tốt. Nhìn là lá nó rất là phát triển, là rất là nhiều này. Ôi, cái này là xử nên là đi cắt cho lợn được ấy nhỉ, cắt cho bò được đấy. Cắt trâu ấy. À đây. Cây này thì là phân phát triển rất tốt. Mấy cây này thì hầu như là chỗ này thì không có bị ai động chạm tới các bác. Hay là trâu nó bị, trâu nó xô nhỉ? Nhưng mà chỗ này có thả trâu vào đây không? Không thả đâu. Không thả đâu á? Nếu không thả trâu vào đây thì nguy cơ là bị ai nhổ lắm. Ôi, cái góc này thì bay đâu rồi nhỉ? À, chỗ này là ông lọ không trồng đâu đúng không? Xem nào, xem cây này xem nào. Ôi, cây này cũng bị ai nhổ đây này. Có vẻ như là mấy cái cây ở gần đường này của bác này. Như cây này với lại thêm là hai cây kia nữa thì là không biết là bị ai nhổ. Cây này thì còn sống không? Ôi, cây này thì cũng chết mất rồi đây này. Này, chết mất rồi. Cây này thì đây thì chắc là nhổ từ sáng rồi. Tại vì là nhìn cái lá của nó này cô bác này, nó vẫn còn là một chút xanh xanh này cô bác. Đấy. Còn một chút xanh xanh này. Thế là bây giờ là bị mất. Không biết là ở bên kia là còn là mình thêm cây nào nó không nhỉ bên kia. Đi thử đi xem nào. Này, cây này thì lên tốt này. Cây này thì lên cực kỳ tốt này. Trên này có một cây nhỉ? Cây trên này thì hầu như là không bị động chạm gì đấy cô bác.
Nhổ em bẻ hết mấy cái ở góc ra đi. Đấy. Góc ra đi. Hay là hôm nọ ai chặt chuối này nhổ ra đấy, liệu có phải không? Chưa, nhưng mà chuối này chặt lâu chưa? Lâu rồi. Chặt lâu rồi à? Thế thì chuối này thì chặt lâu rồi, còn cây mận này có vẻ như là sáng hôm nay là vừa bị nhổ thôi cô bác. À vừa rồi có một cây ở trên này sao đấy này. Cây này thì hình như là có bị người ta lung lay sao ấy. Người ta cũng định nhổ hay sao đấy. Thấy là có lá nó héo héo hết rồi đấy. Rồi. Chết rồi. Có vẻ như là bị người khác giật tên rồi các bác. Đấy, cây này thì vẫn còn chưa có bị giật hẳn. Thế là bây giờ là đếm cả cái cây kia nữa là mất đi là 4 cây rồi. Mất đi là 4 cây mận rồi. Đấy, cái mấy cái giống này là hôm nọ là bán Phạm là gửi cho à? Là em trồng ở đây luôn à? Cái này là tự trồng à? Cái này là trên nhà mình à? Thế còn là cái bên này à? Bên này bên kia à? Chịu rồi, đến không biết là bị cái kẻ xấu nào nhổ đi. Bây giờ thì để gọi là bảo hỏi em xử vào trâu ấy thì là xử bảo là trâu không có lên đến đây. Đây, anh nghe để đây nhá. Đấy, bây giờ là bị kia thêm một cây nữa là đi 4 cây rồi cô bác này. 4 cây là sang năm sau thì thu hoạch thì nó cũng được quả khá là nhiều rồi. Khá là đáng buồn. À, xử lý cái gió ở đây à? Cái rau này là hôm nọ anh đi đều vào túi cái cho nhỉ? Vâng. Là lúc vào sáng nay xử đi lên nương là vẫn còn sớm à? Vâng. Lúc mà xử lên thì sự có để ý rằng làm có ai nhổ cây mận mình vứt ra đường không? Không để ý được. Không để ý à? Vâng. Thế là một vườn mận hôm nọ là mình trồng tổng là 15 gốc mận nhỉ? Vâng. Thế là bây giờ còn 11 gốc mận đúng không? Thế là sử mấy bây giờ còn 11 gốc thì là sử phải để ý nhá. Vâng. Ở dưới cây lê thì có bị làm sao không nhỉ? Dưới không bị đập. Dưới không bị gì à? Vâng. Ở dưới kia là em cũng xem rồi à? Vâng. Có vẻ như là ở dưới thì là ông ở dưới là nhiều hơn đúng không bác? Đấy, đến đây thì cũng nói thật với cô bác là ông thì là đến lúc ăn cơm ấy thì là lên đây ăn cơm cùng, còn xong thì sáng sớm ra dậy đây răng rửa mặt xong lại lên xong lại đi xuống cái nhà cũ kia, đi xuống nhà cũ để xem trâu này, lợn này, gà này ở dưới nhà dưới với lại dưới nhà cũ thì với nhà mới thì cũng xa bao nhiêu cả cô bác ạ. Chân lực cũng đã ghi hình lên rất là nhiều lần rồi. Chắc là từ đây đi xuống thì độ tầm là hơn 100m thôi là đến dưới nhà cũ rồi. Đấy, tuy nhiên thì là đôi lúc thì không có để ý các bác. Không biết là ban đêm nhổ hay là ban ngày nhổ. Như là sáng nay em Sử nói là em ấy đi nương ấy, thì vẫn còn là không nhìn thấy các bác. Đấy, đến một lúc mà cháu Lực xuống thì nhìn thấy là có mấy cây mận mà bị nhổ ra. Đấy thì một lúc thì đợi em Sử. Lúc đầu thì nghĩ em Sử là đi sang bên kia để học mấy cây. Thế còn mấy cây của Sử thì mấy hôm nay thì có đem đi cày đâu không? Có. Có đem đi cày à? Vâng. Em đi cày ruộng hay là cày nương ấy? Cày ruộng thôi. Cày ruộng thôi à? Vâng. Thế bây giờ thì em anh thấy là vừa rồi ở trên kia là cũng có một người có mấy cày đấy. Vâng. Nếu mà lúc mà người ta nổ mấy cây ấy thì là mình lúc đấy mà mình không làm gì ấy thì mình đi xem cái cách người ta làm. Vâng. Đấy, cũng phải là vừa lý thuyết thì vừa thực hành thì nó mới lên tay nghề được. Vâng. Đấy, em phải vừa xem này thì xong thì gạ gạ người ta xem là có
đi được có cho đi mấy cây của hắn của người ta không đấy. Nếu mà cho thì là mình lấy mấy cây của người ta học luôn. Đấy, còn mấy cây của mình thì còn là làm còn là mới cho nên là học thì nó cũng sợ rằng là những lúc mà nó bị làm sao ấy. Đấy, nhưng mà có, nếu mà có hai người ở thì có sao, nếu có một mình này, có một mình thì đôi lúc mà nó đi hay đi xuống mương ấy, thì không ai kéo lên đấy. Đấy. Từ chính nhà của Sử ra bên kia là hầu như là chỗ đây là chưa có ai có nhỉ? Chưa có đâu. Còn đi ra phía bên kia thì có mấy nhà là có máy cày của bác ạ. Anh Quân thì cũng mua máy cày rồi ấy. Nhưng mà sau này mà có ở trên này mà có ai làm ấy thì một mình Sử làm không hết ấy, thì là gọi Quân lên. Vâng. Đấy hai anh em là đổ dầu là chia nhau xong là mỗi người một nửa. Vâng. Đấy cũng là một cái cách kiếm tiền. Một người làm thì nó lâu hơn. Còn hai người làm thì nó sẽ nhanh hơn cô bác ạ. Hôm nọ anh có nghe được một cái tin là chồng mới của mẹ em là cũng bị mất ạ. Vâng. Nhưng mà ông đấy là bị làm sao mất? Không biết đâu. Không biết đâu. Hôm nọ anh nghe anh trưởng thôn dưới kia nói là bị uống rượu nhiều không bị chết à? Đúng rồi. Nhưng mà lúc đấy chết là chết ở nhà chết đâu? Ngồi trên bia kia thì... Xong rồi... Con trai nó... Đưa đi đến nhà thì mất. Đưa đến nhà là mất à? Vâng. À. Thế từ được lâu chưa? Chưa lâu mới được. Từ chưa lâu à? Vâng. Đấy, có lẽ như là mẹ của Sử của bác cũng trước thì ở với bố của Sử thì bố của Sử bị bệnh cũng mất xong là đi lấy chồng mới. Thì lấy chồng mới thì cũng không may là người chồng thì cũng vừa mất đấy cô bác. Ở đây thì cháu Lực cũng nghe anh trưởng thôn nói thì muốn hỏi em Sử một chút thôi. Tức là từ lúc mà chồng người chồng của mẹ em mất thì mẹ em có quay lại đây không? Không biết đâu. Không biết à? Vâng. Có thể là mẹ của các em vẫn về đây thì cô bác này nhưng mà không có gặp. Có thể là lên trên đấy, ở đây thì vẫn còn họ hàng mà. Họ hàng là nhân là chắc là gọi để nhờ bà gì đấy. Thế nhưng mà Sử thì ai nói với Sử biết đấy. Có người nhiều nữa. Có nhiều người nói à? Vâng. À. Có nhiều người nói thành ra là Sử mới biết đúng không? Vâng. Nếu mà sau này mà khi mà mẹ em mà muốn quay trở lại với lại hai anh em ấy thì là em là cái người mà lớn tuổi ấy, thì là xem như nào nó hợp lý nhất nhá. Vâng. Thì anh cũng chỉ là biết giận đấy các em là như thế đâu nhưng mà cái gì thì em thì cũng đã nói với anh rất là nhiều lần rồi, nói rằng là mẹ em bỏ đi từ rất là sớm, bỏ hai anh em đi, không lấy hai anh em đi thì bây giờ quay trở lại là hai anh em cũng không có nhận đâu, chỉ sợ rằng là không ở trên này thì đi xuống nhà mới, đi xuống nhà cũ ở thôi. Vâng. Đấy. Tính của mẹ của Sử thì rất là bảo thủ của bác ạ. Anh em có hay. TV này thì là phải bắt wifi thì mới được nhỉ? Vâng. Thế mà mỗi lần mà bắt wifi thì là em làm như nào? Ba trên điện thoại. Trên điện thoại à? Vâng. À là đăng ký trên điện thoại xong bắt ở đây đúng không? Vâng. Nhưng nếu mà nhà Sử ấy mua cái cục wifi như ở dưới nhà anh thì liệu có được không? Đi trên này có được không? Chưa biết rồi. Chưa biết à? Chưa ai có đâu nhỉ? Vâng. Cục phát wifi ấy cô bác thì thật sự ra bà con ở trên vùng cao thì có gia đình nào mà như kiểu thuộc dạng là có điều kiện thì người ta mới mua. Và như cháu Lực thì trước là cháu Lực ở nhà đấy, là cái công việc mà cháu Lực hay dùng đến mạng là nhiều, cháu Lực cũng mua một cái cục wifi lên để mà phát wifi xong mà tải video lên đấy. Có nhớ mật khẩu không đấy? Xóa mật khẩu rồi. TV thì cũng rất là lớn của bác. TV thì là 43 inch của bác nhé. Xem thì cũng rất là nét.
Không kết nối thành công. Ai thử đã nhập mật khẩu đâu? Mật khẩu là gì? Xem điện thoại em biết à? Một bao đạm như này thì là được bao nhiêu vụ ngô sử? Một bao đạm như này thì được bao nhiêu vụ ngô? Hai bao thì mới được một vụ à? Một cái bao đạm này thì mua cũng rất là đắt đấy cô bác ạ. Bao đạm này thì là không biết là ở dưới xuôi thì bán như nào đấy, nhưng mà trên quê giáo lực bán là người ta bán là 550.000 một bao. Góc học tập của em Hải thì ở bên đây có một cái cửa sổ của cô bác. Đây thì nhập mật khẩu chứ, mật khẩu là gì? Có 13 đó. Thôi anh thử bật của anh xem nó có không. Không, em phải nhập mật khẩu đó. Anh đã thấy sử nhập mật khẩu đâu. Đấy, sau một cái thời gian mà sử dùng TV các bác thì bây giờ em cũng đã biết là kết nối mật khẩu và mọi cái rồi. Vậy của anh cũng có mảng đây. Có gì khẩu đâu mà nó mật khẩu đâu. Thiết bị được kết nối với cái gì đây? Từ từ nhá. Đây mật khẩu nó là cái gì? À. Nhưng mà đâu có mật khẩu đâu. Nhưng nhập mật khẩu lại chứ. Mật khẩu nó là gì? Đặt số 0 thôi à? À đây là đặt ngày sinh của sử luôn à? Không, số điện thoại. À số điện thoại á? À? Đấy còn sử thì về vấn đề chữ số mọi cái thì em ấy vẫn biết là thoải mái các bác ạ. Em vẫn biết là bấm mã số. Ok chứ nhá. Đấy. Tại khi vào bật mạng ấy, ôi, có vẻ như là sử là hay xem những cái bài nhạc Mông là nhiều đấy nhở? À. Tại vì là nó hiện nay là rất là nhiều những cái bài nhạc Mông này các bác này. Hay đấy nhở? TV hay xem, thỉnh thoảng lại ở nhà là xem những cái tin tức mà ở bên thế giới. Hôm nào mà xem TV mà kín hết cả nhà không? Có à? Thôi nhưng mà đừng có bật nhạc nhé. Tí là nó bị vi phạm bản quyền đấy. Anh kia là có kênh quyền điểm TV này. Quân đã biết là Hương Thuận này không? Biết không? À, em là biết Hương Thuận này không? Có. Sử biết à? Vâng. Hầu như là những hoàn cảnh nào thì là các em cũng đều là biết với nhau hết cô bác ạ. Thứ nhất là các em cũng có điện thoại để mà theo dõi được là ở trên kênh. Nhưng mấy cái kênh này ở đâu sử có biết đâu? Mấy cái kênh Mông này. Nhưng mà nếu mà bây giờ để mà đọc tiếng Mông thì sử biết đọc không? Không biết đâu, chưa nghe được thôi. Chưa nghe được thôi à? Thế là người đồng bào và dân tộc Mông thì cũng có người làm YouTube nhưng mà chuyên bằng tiếng Mông cả các bác ạ.
Thế nhưng mà sử xem thì sử hay xem bằng tiếng Mông thôi à? Vâng. Mông mới nghe được. À. Tiếng phổ thông thì nghe được nhưng được ít nhỉ? Vâng. Có vẻ như là bên ngoài là trời sắp mưa sao rồi các bác ạ. Bây giờ thì có vẻ như là nhìn vào bầu trời khá là tối rồi. Cùng em sửa xem tivi một chút thôi, lại tắt. Ôi, sửa lại dọn nhà. Vậy sau khi mà có nhà mới thì sửa chắc là một ngày chắc phải dọn 2-3 lần nữa các bác ạ. Cái quyển vở thì được những quyển vở này thì được bên nhà trường phát là cho em Hải để cho hai anh em là học trong cái quá trình. Bây giờ buổi tối Hải về thì có hộ sử dọn dọn nhà không? Có. Vẫn có à? Cái ngô này thì là để cho gà ngô này sử. Vâng. Hầu như là trên nhà sử là ngô là tự trồng bằng cái ngô ngô kiểu không phải ngô lai đâu nhỉ, trồng toàn là ngô bản thôi. Phần phía bên ngoài nhà của sứ ấy, phần bên này nếu mà làm cái mái hiên nó đua ra tầm đến đây thì rất là tuyệt các bác ạ. Như nhà như sứ thì có ý định là làm cái mái hiên ra bên này không? Không biết à? Chỗ này làm thì nếu mà làm bằng pro thì chắc cũng có phải là ít nhất là độ tầm hơn 3-40 tấm pro đấy các bác ạ. Từ bên kia sang bên này ra đến tận bên này là được rồi. Thì là chỗ này thì lại có cái chỗ mà mưa nó sẽ không có dột qua đây mấy. Hãy xử là để ý là xem cái mận nhá. Không lại có người ta về nhổ đấy. Chỉ sợ rằng là có kẻ xấu người ta ghen ăn tức ở là lúc nào cũng luôn rình mò tới cái cuộc sống của ba ông cháu để mà xem là có cái gì cần triệt không thì người ta sẽ triệt. Tại phải hết sức là cẩn thận nhá. Vâng. Những cái máy cày, máy kiếc này là những cái đồ dùng cá nhân cũng như là đồ dùng ở trong nhà đấy. Thì khi mà đi ra ngoài thì là cất vào xong là khóa cửa nhá. Vâng. Thế nhưng mà máy cày thì để trên này để ngoài như này thì có sợ bị mất không? Không sợ đâu. Không sợ đâu à? Vâng. Máy cày thì ở trên bản thì ít ai có cô bác, cho nên là người ta không có dám lấy máy cày, lấy những thứ đắt tiền như vậy. Người ta chỉ có dám làm những cái điều mà mình không nhìn thấy thôi. Còn những cái về vấn đề mà trộm cắp ấy thì người ta chỉ là lấy những cái có, nếu mà có gà thì người ta sẽ trộm gà. Đấy, nhưng mà thấy sử là không có gà để ở đây đúng không? Vâng. Thế thì phải cẩn thận nhá. Vâng. Thế gà thì hôm nọ là lấy lên là nó không ở đây à? Không ở đâu. Nó lại chạy đi xuống nhà dưới à? Vâng. À. Có lẽ là cái thước phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi quá bác ạ. Chắc là Trần Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác. Hôm nay lên sử thì xem là trong cái thời gian mà được mua máy cày cho em sử đấy thì có máy móc gì mà nó xảy ra không. Thế như sử thì nó cho anh hỏi thì máy móc mang đem đi làm ấy thì có vấn đề gì nó xảy ra không? Không có đâu. Không nổ lên này, hay là nó ra rất nhiều khói hay là như thế nào đấy? Vẫn như bình thường đúng không? Vâng. Nếu mà có cái vấn đề gì xảy ra thì là bảo với anh nhá. Vâng. Để anh em mình đem đi sửa, đem đi đổi lại. Vâng. Đấy. Có lẽ là Trần Lực cũng xin được kết thúc cái thước phim này thưa cô bác ạ. Và Trần Lực xin hẹn tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị ở thứ sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Chào sự, chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị.